Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Cuba. Tại cuộc hội đàm với Trung tướng Lazaro Alberto Alvarez Casa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba, hai bên đã trao đổi đánh giá kết quả triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba ký kết năm 2018 và tình hình hợp tác giữa hai bộ trong thời gian gần đây. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng lực lượng, thanh tra, kiểm tra, giám sát, giáo dục đào tạo và quản lý xuất nhập cảnh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, tăng cường trao đổi đoàn công tác các cấp và chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hợp tác, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nội dung thỏa thuận đã thống nhất giữa hai bộ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Cuba, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đoàn công tác đã tới thăm, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên người ở thủ đô La Habana, thăm khu lưu niệm anh hùng Che Guevara và thăm trung tâm Fidel Castro, nơi thu thập, lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của Tổng Tư lệnh Cuba. Thưa quý vị, trường học sinh miền Nam trên đất Bắc là loại trường nội trú đặc biệt được thành lập cho học sinh miền Nam tập kết sau Hiệp định Geneva, khi đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc. Mô hình trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã thực hiện công tác nuôi dưỡng và giáo dục đào tạo một cách toàn diện, đặc biệt là sự quan tâm của Bác Hồ, của Đảng, Chính phủ và nhân dân miền Bắc. Nhiều bài học quý giá từ mô hình xây dựng trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo theo sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ là tổ chức một cái mô hình giáo dục toàn diện học sinh miền Nam ở các trường, từ văn hóa, thể dục thể thao, rồi rèn luyện ý thức con người. Ở trường thì tất cả các lớp đều có đội bóng đá, đội văn nghệ, và sự hoạt động của chúng tôi đều được các thầy cô quan tâm giúp đỡ. Miền Bắc sau giải phóng còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, song hệ thống các trường học sinh miền Nam đều được sửa sang hoặc xây mới. Đặc biệt là trong gần 21 năm tồn tại, các trường học sinh miền Nam đều được định hướng theo một nền giáo dục toàn diện. Theo đó, giáo dục sẽ bao gồm tất cả các mặt, từ chương trình dạy và học các bộ môn, nội dung và phương pháp học đi đôi với hành, gắn với thực tiễn. Khi nói giáo dục thì Bác Hồ cũng đã nhiều lần nói với các thầy các cô một cái ý, chẳng hạn một cái ý là học và đi đôi với hành. Đó là khai là dạy là yêu nước, thì yêu nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào thì phải về với đồng bào chứ. Chúng tôi ở với đồng bào ở Thanh Hóa này, ở Phú Thọ và cả ở Thái Nguyên đó. Đấy thì phải nói là thấy là khi ở nhà dân Thái Nguyên thì có hai cái phản giữa nhà đẹp nhất là cho chúng tôi nằm mà. Đấy, còn người chủ nhà thì họ nằm sang hai bên, hai cái trái nhà khác. Đấy. Rồi những cái gì tuy không nhiều, nhỏ nhặt gia đình, món ăn nhỏ thôi họ đều chia sẻ cả. Thì phải nói cái đó đối với chúng tôi nó là một cái khẳng định là cái tình cảm Việt Nam là một. Với đặc trưng của mô hình trường nội trú học sinh miền Nam, thời điểm đó các thầy cô đã có nhiều cải tiến, cách dạy từng môn học, từng tiết học, rồi thử nghiệm theo hướng tạo cho học sinh chủ động tiếp thu kiến thức cơ bản, toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Cách giảng dạy có tính trực quan, lý thuyết gắn với thực tế đã giúp học sinh tiếp thu dễ hơn, kiến thức được thu nhận một cách sinh động, gần gũi. Vào thời điểm tháng Giêng năm 1964, lúc đó mà 10 học sinh đứng cạnh tôi, đều mỗi em đều tự làm thí nghiệm. Mặc dù lúc đó thì còn rất là khó khăn về mặt dụng cụ, nhưng với sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, cho nên các trường học sinh miền Nam có rất đầy đủ các dụng cụ, cho nên tôi cũng tận dụng những dụng cụ đó để huấn luyện cho các em làm thế nào đó để các em có thể là không những là học tốt, làm bài tốt, các em còn phải được thực hành. Phương châm giáo dục toàn diện,
và đi cùng với đó là sự đầu tư của nhà nước và xã hội cho nhà trường đã minh chứng thành công của hệ thống giáo dục mang tên Trường Học Sinh Miền Nam. Bởi thời điểm đó, điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn, nhưng chính phủ đã mạnh dạn đầu tư cho công tác giáo dục đào tạo. Đó chính là đầu tư cho chiến lược con người. Nhìn lại, chúng ta khổ như sau 554, chúng ta cực như sau 75, nhưng giáo dục luôn luôn được nhân dân quan tâm, được đảng nhà nước hỗ trợ, thì phải nói đấy là cái vốn rất quý. Và cái bài học trở lại là quan tâm giáo dục không bao giờ muộn và không bao giờ là đủ, đúng không ạ? Càng sớm, càng sâu, càng rộng càng tốt. Và mỗi thế hệ nhân dân làm, gia đình làm, đảng nhà nước làm, chúng ta có đất nước hôm nay là 70 năm nhìn lại, từ những ngày tháng gian khổ, các học sinh miền Nam đã được học để làm người trước khi học lấy chữ nghĩa, và các thầy cô luôn luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, đã dạy hơn 32.000 học sinh miền Nam khi ấy bằng cả kiến thức và tình người. Để những cô cậu học trò ấy nay đã trở thành những con người vừa có đức, vừa có tài, phục vụ nhân dân và không bao giờ quên công ơn của Bác Hồ, của Đảng, của chính phủ và của nhân dân miền Bắc.